nhất gì mình nuôi với đầu cao trên bàn thờ của người nha. Thì đó là cái lễ tết nhất nên đốt ba cây hương trình của quyền là nay ngày tết con người tin gì đó nên gì tết nhất như gia đình như của quyền đổ nhãn cửa gia đình cha mẹ anh em con cháu rồi gì đó mình cho được suôn sẻ gia đạo bình yên năm mới luôn là mang phát tài phát lộc phát tài phát lộc tấn bình an dành sự như ý có dành ký trong nhà tiền vô như vô cửa trước dành vô cửa sau hai cái gặp nhau tu vào két sắt. Nó rất không nhiều. Hay là mà công ty có biến động hay là cắt công ty nào đó thì nó rớt xuống thôi. Nhưng mà sẽ công ty khác mình làm.
thì nó cũng sẽ lên lại từ từ từ, nó cứ đều 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 vậy. Cái này mình lãnh 25 triệu, tháng sau lãnh 15 triệu cũng chừng. Nhưng mà từ từ cái là rồi của anh là đang quản nhiêu? Anh không? Mấy bốn người cũng gần trăm rồi. Đấy là chi heo hay số lượng heo khu vực này? Kinh doanh thì lại khác nữa. Sáng bị chuyển sớm. Nếu có hẹn cũng nhắn lại đó. Em sợ tới bực nó trượt. Cũng ngồi nghe.